Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Thác Phi Nguyễn. Thì theo như lời đã hứa thì mà hôm nay mình sẽ tiếp tục làm về chuỗi series những câu hỏi thường gặp về cá thành cát tư hãn. Thì hồi bữa mình đã làm clip phần 1 là 5 câu hỏi, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm tiếp nha mọi người, đến với câu hỏi thứ 6. Thì cái câu hỏi này mới cách đây vài ngày thôi thì mình được một bạn hỏi, đó là cá thành cát tư hãn gãy kỳ, gãy cờ đồ có mọc lại không? Thì mình trả lời luôn là cá thành cát tư hãn gãy kỳ, gãy cờ chắc chắn sẽ mọc lại nha mọi người. Nhưng mà còn nhanh hay chậm thì còn tùy thuộc vào cách nuôi và tùy thuộc vào con cá nữa mọi người. Có con nó ra nhanh, có con nó ra lại rất là chậm nha. Rồi đến với câu hỏi tiếp theo là bữa 5, câu nãy là số 6 rồi đó, bây giờ là số 7 nha. Thì cá thành cát tư hãn bỏ ăn, thì cái vấn đề này khá là dài. Hồi bữa mình có nói, có làm riêng nguyên một clip rồi, thì cái clip đó mọi người lục lại xem giùm mình nha. Thì mình sẽ để ở phần đề xuất cuối video nha. Câu hỏi tiếp theo đó là cá thành cát tư hãn vây dài với vây ngắn và cách lựa cá kỳ cờ cao mọi người. Mà thì như các bạn thấy là mấy con cá thành cát tư hãn của mình nuôi, các bạn thấy kỳ cờ cao đã không? Nó kỳ cờ rất là cao, rất là dài nha, mặc dù còn rất là nhỏ thôi chứ không có lớn. Có người nuôi lớn luôn nhưng mà cái kỳ chưa chắc cao bằng con này nha mọi người. Thì đó là cái lý do mà khiến cho cá thành cát tư hãn cái kỳ nó không cao này. Một là do bị gãy nha. Các bạn nuôi chung với mấy cá khác thì nó dễ cắn lộn, mà nó dễ gãy kỳ, gãy cờ lắm mọi người. Thì nuôi mấy cái con này thì tốt nhất các bạn nên là nuôi nó một mình thì cái kỳ cờ của nó sẽ cao và nó sẽ đẹp thôi nha mọi người nha. Nuôi một mình là tốt nhất luôn, tại vì này mình nuôi cộng đồng nó cũng bị gãy hết mấy lần rồi đó mọi người. Con này nè cũng bị gãy hết mấy lần rồi đó, mà nó mọc lại và vẫn cao như. Rồi đến với câu hỏi tiếp theo, cá thành cát tư hãn có cần oxy không? Thì mình xin trả lời với các bạn là cần nha mọi người. Con nào cũng cần oxy, thậm chí cái con vi sinh trong hồ còn cần oxy mà. Thì như con cá cha thì không cần, tại vì nó lên đớp khí trên mặt nước nhiều. Còn con cá dồ cờ này nó ít khi nào lên mặt nước đớp khí đó mọi người. Đa số là nó dùng oxy trong nước, hòa tan trong nước nhiều nha. Cho nên là nuôi nó phải cần oxy. Còn nếu các bạn nuôi ngoài mương thì không cần, hoặc là nuôi hồ xi măng rộng ngoài trời thì không cần. Còn nuôi trong nhà mà cá thì đi phân nhiều lắm, mà các bạn không có máy lọc, không có oxy thì nó đâu có mạnh khỏe được mọi người. Nói chung là con này cần nha. Rồi đến với câu hỏi tiếp theo, đó là cá thành cát tư hãn nằm trong danh sách đỏ Việt Nam đúng không? Thì bữa mình mới thấy có người hỏi câu này. Thì cái câu này mình hồi lúc trước mình có đọc là mình biết nó có nằm trong sách đỏ UCN gì đó mọi người. Mình không biết cái đó là sách đỏ của Việt Nam hay sách đỏ của nước nào thì mình cũng không gần. Nhưng mà mình biết nó đã từng nằm trong danh sách đỏ nha mọi người. Nhưng hồi năm rồi hay gì đó mọi người, năm 2023 đó đã có người nhân giống thành công ở Việt Nam rồi. Nhưng mà với số lượng chưa có lớn thôi mọi người. Kỳ đó có lên truyền hình rồi, mình có coi, có lên đài rồi á mọi người. Thì bây giờ giống đa số là nhập về từ Thái Lan, giống nhập về từ Thái Lan là nhiều. Còn nhân giống trong nước thì có một số người nhân giống thành công thôi. Rồi đến đây câu hỏi tiếp theo,
Tại sao có người nói cá thành gác tư hãng dễ nuôi, còn có người nói cá thành gác tư hãng khó nuôi? Hay, cái câu này rất là hay nè mọi người. Trời, cá lên đốt cái mấy con kia nó tưởng cho ăn mọi người. Rồi quay lại với câu hỏi nãy nha mọi người nha. Thì nói chung cái con này á, hiểu ý nó thì mới dễ nuôi thôi mọi người, còn không hiểu ý nó thì cũng rất là khó nuôi. Bởi vì có người nói là con này dễ nuôi, còn có người nói con này khó nuôi. Dễ nuôi là các bạn nuôi nó đúng cách, các bạn biết cách nuôi nó mới dễ. Còn như mà các bạn nuôi những con cá bình thường mà các bạn chuyển sang chơi thành cát tư hãn thì cái giai đoạn đầu cực kỳ gian nan, không có ai chỉ các bạn thì cực kỳ gian nan luôn. Nói chung nó rất là khó nuôi đối với những người mà chưa từng nuôi nó. Còn những người biết cách nuôi nó rồi thì mới dễ thôi nha mọi người. Thì các bạn có thể search cái cách nuôi cá thành gác tư hãn. Mình có làm riêng một video hướng dẫn cách nuôi cá thành gác tư hãn luôn. Có gì các bạn xem lại cái clip đó giùm mình nha. Bây giờ mọi lần có người nói với mình là tôi nuôi một cái hồ nhỏ, chỉ có cái lọc vi sinh bio thôi mà nó vẫn sống, mà có người nuôi lại dàn lọc khủng mà nó vẫn chết. Bởi đó là lý do phải có cách nuôi nha mọi người, biết cách thì nó dễ, còn không biết cách nó mới khó nha. Rồi đến với câu hỏi tiếp theo, đó là cá thành gác tư hãn sọt có khó nuôi hơn cá thành cát tư hãn thường không? Thì mấy cái con super sọt á, thì mình không biết, nhưng mà đối với cái con sọt thường này của mình, con sọt này cũng semi sọt, thì mình thấy là nuôi nó chung với mấy cái con thường dài này thì cũng mình thấy cũng nó cũng mạnh khỏe bình thường thôi, chứ nó không có bị bong bóng với đột tử gì giống như mọi người hay nói. Mọi người mình thấy mà từ đầu giờ mình nuôi nó bự rồi nè, mình thấy nó cũng giống như mấy con thường thôi. Biết cách nuôi thì nuôi con gì cũng dễ, con sọt hay con thường gì nó cũng vẫn sống khỏe mạnh nha mọi người. Còn không biết cách nuôi thì nó chẳng ai không biết cách nuôi chơi con thường còn mình chua nó, huống chi là cái con mà con sọt. Rồi thì hôm nay là sớm giờ mấy câu rồi ta, cũng cỡ 5-6 câu rồi đó mọi người ha, 6 câu hay gì nè. Rồi thì hôm nay mình chỉ làm cái clip tới đây thôi. Chúc các bạn có một đêm ngủ thiệt là ngon. Các bạn nào chưa nhấn đăng ký kênh hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình làm các video tiếp theo nha. Nhớ like, share rồi giúp cái kênh mình nó nhanh chóng phát triển hơn cũng được. Được hơn các bạn donate luôn. Dễ gì. Chỉ cho mọi người cách nuôi vậy chứ dễ gì có ai donate ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip cách nuôi với những câu hỏi thường gặp ở cá thành cát tư hãn phần 3 của mình nha. Thì còn rất là nhiều câu hỏi nha mọi người, tại vì mình không thể nào mà làm hết một lèo nguyên một cái video được, nó dài lắm. Rồi bye bye mọi người.